trong cỏ của bà lớn đó hả trời. Đó, con bự đó. Bắt về dính nó. Đó là đời đó. Đồ vô bà đây nè, đây con bự nè, thấy không? Thấy chưa? Thấy là thấm liền chứ không nói sao, nãy không chưa thấy đó. Thấy rồi. Đó. Nó bị cay con mắt, nó lủi hồi là nó ngợp nó chết à. Nó gì đó. Chứ không có độc hại gì, thuốc nữa không độc. Ghê lội đẳng rồi. Thì tại nuôi trễ thì nó nhỏ sao năm rồi con nặng thấy bằng cùng giò chứ. Tại hôm nay nuôi trễ nè. Đây nè, đây con nè. Lặn hụp kìa. Quả trời lần này con bự nè, kìa. Lát ngò đi biết. Kìa đó. Lội kìa, lờ đờ kìa. Nè con này bự nè. Con này bự nè Khai. Thấy chưa? Mà cá chấm cỏ bự quá ăn đâu ngon, cỡ này ăn vừa rồi. Cụm tay ăn vừa rồi. Thì ăn làm chả này kho ăn cũng ngon với mày. Nấu canh chua. Con lát cá chốt nổi lên coi. Kiếm mỡ cá chốt vàng. Vậy lệnh ngẩn chưa kìa. Vừa mới thảy mà con này nó ngọp trước, cái chốt ngọp sau. Đây tới trưa nó nổi lừ luôn mình coi. Năm rồi là gấp hai con này nè. Mới cái này đâu. Tại hôm nay không nuôi trễ, không thả trễ hay sao, không trúng vụ hay sao. Cái gì? Nó lội kìa. Kìa, đã không? Đâu rồi, từ kia lội tới đây. Lát cho mày ô mày mò không hết luôn á. Dữ trời lắm. Nó chạy lên bờ luôn rồi. Nó lủi lên bờ luôn rồi. Kìa, nhảy lên bờ luôn kìa. Kìa. Đó. Cá nữa nè. Cá này giống con cá trôi hả? Kìa. Kìa đáo trước. Đâu? Một em nữa. Phải phóng xuống mò mới được. Mò gì? Móng xuống. Cá trong cỏ này hồi giấc rồi đang chịu. Cá trong cỏ lớn rồi mình giấc hết trước ra đi. Trời, lúc trước tôi mò tay, phóng xuống mò tay mà. Con gần gần cho em giấc trước đi. Từ từ đứng bơi nhanh quá. Quá. Cái xuồng này trước nó bị bể bè không nội. Hả? Nó bị bể bè rồi. Một em nữa. Buồn cá. Từ từ nhanh vậy. Đây bùng bùng gì ta? Nó chìm dưới á. Nó ngọt chìm dưới á. Có phóng xuống mò mới được nguyên, nó nằm chìm dưới á. Để cho con mấy xuống mò sao đây, mình đi vớt trước đây. Trong đây có nè. Trong cái lú con cá bự chứ. Chìm dưới rồi. Mà thấy mò không được. Có nãy đó. Nó trốn, nó còn mạnh, nó trốn. Nè nè. Đấy đó. Cái thời gian mình bắt cá chốt.
nè, lự chứ nè, nè. Phi cá gì rồi, con nào nổi trên thì vớt ha, hết đi. Cá lóc phải không? Cá lóc. Khủng khiếp cá lóc chưa con Nguyên? Thấy chưa? Thấy chưa? Cái chốt chưa chết rồi. Lượm coi nhanh, nhanh sẽ dứt được. Ngoài đó có gỗ đó mình xúc đi, xúc cái chốt cặp bờ nhóc chân nè. Chốt đưa tới nó còn dãy. Lấy cái gỗ không? Phát không? Cho cái gỗ nè. À. Bởi vì đi bắt cá là phải chịu mò thí nguyên người xuống. Ồ, cá phi còn mạnh quá, nó chạy mày. Cám cỏ mà bự quá không ngon. Bự xương nhiều. Nặng rồi. Khi không nổi vậy. Vớt đi, có thời gian đâu, tôi lượm đi hết mấy cá trong cỏ trước. Còn chìm cá lóc chìm dưới nhiều lắm á. Năm trước bắt cá lóc biết nhiều. Cá này cá mè cá trôi. Điện thoại mà nó gieo ôm sụm chứ. Ừ. Thì bơi qua quận cái là hồi là nó ngọt nước. Ồ, cái chốt loại là gì mà xúc vô vật nó không vô, nhảy ra trơn trời. Dùng cái chốt dữ thiệt, lần quạng nó đâm cái chốt kia chết rồi, ơi nó chết. Có phi con nhiều quá, đẻ nhiều quá trời.
phi ní ní không. Đây nó ăn hết rồi. Nó ăn hết cỏ rồi, đâu lớn. Thả trễ nè. Thả trễ. Chút nhanh quá à. Đưa lại nó chạy chứ rồi. Dốt mảnh dốt dính đưa rồi chạy. Đây. Bay lên bờ luôn. Chút nhiều quá đi sợ đâm quá. Cá phi, phi đực, phi thui. Ghê đằng này quá trời nguyên. Ba bốn con nằm lớn ngỏn, từ 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 từ. Đây hai con đó, bên đó nữa kìa. Cá này về ăn cả làng ăn không hết. Hả? Làm mắm cá cỏ ngon mày. Mắm cá cỏ bán tiền. Cái thịt nó rẻ lắm. Đỏ ao à. Là mắm thịt nó đỏ. Chắc. Ngon hơn cá lóc. Mày đứng theo nó. Chạy đâu con? Chạy đâu cho thoát. À cá này. 20 con nó nằm chưa một cái. Trời. Cá phi nhiều. Bơm nước nhé. Nó xuống tàn tá, nó bể mũi chứ.
Mười cái chốt quá. Cá chốt bao la. Cá gì cho gắn ăn gì. Chốt cho gắn ăn gì. Phái cái chốt hả? Vô đây nè, bắt đi. Bắt đi. Đổ ra không? Đổ, đổ đi. Để nó chết. Đổ đi, tao vớt chỗ này nhiều quá nè. Cứ lấy cái lái vô đó rồi đổ đi. Đó, chục lái nè. Bắt cá mà cái xuống nãy giờ trên đó hoài ta khá là miếng không ngồi trời đó là biến dữ đây là hai con nè chạy cá chốt rồi à, hai em con chút hai cá luôn được được đấy chỗ mày nó còn trống nữa cá này cả làng ăn hết cứ dở đi lát nó vô nữa quá sướng cái tận cho cái con này ra luôn ủa cá vớt rồi chưa? Rồi có cái chốt nhiều mà đó, nằm đầu kia kìa dồn nó vô khúc trên nó còn
Ủa, tôm nhảy kìa. Ủa, quá. Quá. Ủa, kiếp. Cái chốt đây thì ghê hồn luôn. Nó còn con mạnh nó chạy vô lú đó. Thấy lát dở là quay lại dở, biết gì. Nó bị ngọt, mới ngọt nó chạy dữ lắm. Nó cuộc rút gì. Quế đúng đặc dính vậy. Nào mấy cái hôm bên hông nè. Rồi, đi. Không bắt dính chán dữ. Bắt dở quá chịu vậy không có tao ăn nha. Bắt dở quá chịu vậy không có tao ăn cái chốt à. Đảo là quận 2 mà cũng còn nhiều. Lú là vô gạo. Bắt lát giao cho mày cái xuồng, tao không trực xuống lội xuống mò, cá nó chìm dưới này. Cá lóc chìm dưới, lát ngồi dưới cá lóc đi. Đó. Nhiều không? Cái này phải thí xuống mò nó chìm dưới á. Cá lóc nhiều lắm á. Ờ, mò bắt cá lóc. Cá lóc nó chuối dưới á, nhiều lắm á. Kìa cá chốt biết nhiêu kìa Nguyên. Kìa đã, bự kìa, kìa. À, vớt cá chốt bớt đi để nó đâm. Mò nó đâm chết luôn. Ừ.
kìa kìa, nó lên bờ kìa, lên bờ kìa, quay ngược lại rồi con trực giữa lú luôn. Nó vô lưới bự đi, cá bự luôn. Kìa đó con cánh cỏ này kìa. Nổi lên. Sao thuốc đợt này yếu không? Hả? Mới thuốc. Từ từ miếng. Không chạy lú, không chạy. Khoan miếng ơi. Không chạy lú được không ơi. Cua thì bắt cua chứ đâu sợ. Lú này ít rồi. Kêu Kha nó xuống ngọn cá lóc, nó đứng trên bờ nó biến trời. Nó không có cá, nó không ngọn. Cá không chết. Mới vừa ta thuốc thì chết được. Ngọn con cá chốt, ngọn không dính. Rồi đi đầu kia vớt cá chốt. Phong là âm sùm bánh. Không có chút ngái nào. Rồi đi thấy rộng có nhiều cá rồi rộng ở trên đó không hay. Trên đó bám ở trên đó. Trên đó có con nào đi lãng giảng, lãng giảng nó hoài. Phong lãng giảng hoài. Kéo ra rồi mà đi tới đi luôn thì thấy cá, có cá, cá đó. Con nào giờ không thấy cảnh cá nhiều. Cá nhiều đó thằng chê nữa. Nó mò vòng vòng. Bơi ngược lại đường kia, bơi đường này. Đi luôn à. Mày vô. Chẳng đem cá đâu. Con cá chốt ngọc chẳng. Quá trời cá. Xây cái đầu mày qua đi. Ây dạ. Chết. Bút vô cái giò thôi. Tọt kìa, ngồi nãy giờ cái ngăn này không có, nó tọt nó chạy qua đây nè. Kìa quá. Nằm dính ngạnh như đây luôn chờ. Kiểu này mà lội xuống mồi, nó đâm nó chết. Xúc con kìm được xa xa nó được. Gần này nó chạy qua đây, lột qua đây nó lâm. Tôm là sao nó đỏ vậy ta? Tôm đuôi đỏ. Tôm đuôi đỏ. Tôm mới lột nè, nhìn sao à. Chiều ra vớt con nào nó bành bành không. Chiều nó mới chết. Thì nó càng lâu nó càng lên. Dễ vớt. Còn nữa nhiều lắm. Cái chốt làm gì ăn cho hết nguyên. Bỏ tủ lạnh mấy ngày ăn cũng ngon. Ngon.
nhưng nó bở đó. Cái chốt thịt nó chắc hơn mấy con cá kia, chắc hơn cá phi, để lâu được. Cái chốt để lâu được. Mà về nó còn tươi mà nó ăn chua ăn, ăn chua cốt nha. Trong đó có con cá gì bự không bắt được. Phi phi bự để tao. Chê tao bỏ. Chút. Còn sống nổi sao? Đi qua quận nó quậy bùng lên hồi nó chết rồi. Dễ gì, có lóc chuối giữa. Mày bắt càng trễ nó càng dễ bắt hơn. Giờ nó lội quá. Vô rồi mày vô, mòn kìa. Cá đây nhiều không bắt, đi câu từng con, lụm từng con mệt không? Hôm nay ta ngay dịp cá nhiều. Ủa. Quá trời cá. Còn chìm dưới nhiều lắm đó. Tại chưa mò thôi. Mỗi năm mò xuồng đầy xuồng. Ê cá bự nguyên. Cái gì vậy đây? Quần cái đó không vậy? Xuống gì vậy đây nè? Nhóc kìa. Thấy nhiều mê. Ngay cái ngày mà có cá không bắt, mưa mốt đi câu cũng có con nào mặc sức mà bắt. Bắt mày rồi chắc ăn đi câu à? Ờ, câu bắt từng con, lụm từng con, ngồi đợi dơi dơi. Có điều kiện cho bắt cá không chứ bắt. Bớt là chốt đâm bớt nhất rồi đó. Mấy cái đầu nhất, bà cố luôn. Kha làm biến là trốn mẹ rồi. Cái cảnh mò vuông làm biến dữ rồi. Hả? Có bự vô lên cá đi rồi quay qua bên kia tao mò cá lóc á. Phong cho Phong coi xuồng cá chốt mà hai mình. Ôi ôi luôn. Bắt lụm từng con, lấy gỗ xúc từng con. Ê. Bắt dở quá chịu, không có mồi dở quá chịu nha. Mày lại coi hai tao nguyên xuồng rồi nè. Bên kia bên nó nhiều. Hả? Có. 5 6 con nha. 7 con. Nó còn chìm dưới nhiều lắm. Mình mới bắt trên nè. Lại có hai con tao nè. Mày bắt được nhiêu rồi? Cá chốt là lừ đầu luôn nè. Ăn cả làng ăn không hết luôn á. Thấy chưa? Té vô đây là mệt đó nha. Thấy chưa? Ê tôm sú con mới hôm nay không trực. Tôm sú bộn nha. Giờ nó chín rồi. Trong lú á. Chạy trong lú á. Nãy nãy để lú nó chạy. Tôm sú lát lửa ra mới được. Mà nãy tao lội lên nó có là nhỏ xô rồi phải không? Đúng rồi. Rồi lên uống miếng nước đi, lát xuống mò cá lóc. Cá là biến chú mẹ ơi. Cần thủ đâu mà yếu quá trời vậy. Cần thủ sát cá, hôm nay cá nhóc chân nè, không bắt. Mua đi câu lụm từng con.
chẳng nó về nấu canh chua là nhậu phà phà. Canh chua cơm mẻ ha. Được đâu, lấy giờ nãy nó xúc dễ lắm. Giờ xúc dễ. Chốt mình ăn ngon cà phê. Lên đổ lên đi. Đổ lên đi xuống tiếp. Hết luôn nè.